Metan tác dụng với clo. Lấy hai ống nghiệm, một ống chứa đầy khí clo và một ống chứa đầy khí metan, đậy kín hai ống nghiệm. Bỏ nút hai ống nghiệm, úp ống nghiệm chứa khí clo vào ống nghiệm chứa khí metan. Bật đèn sáng. Tẩm dung dịch amoniac vào que có đầu quấn bông. Rồi đưa lên miệng ống nghiệm chứa khí metan. Ta thấy khói trắng của amoni clorua tạo thành. Điều đó chứng tỏ metan tác dụng với clo dưới ánh sáng điện, tạo ra khí hydrochlorua và methyl chlorua.